Sao cơ? Cô ấy đang đâu ạ? Dạ vâng, tôi đến đấy ngay. Thưa bác sĩ, bạn gái tôi thế nào? Cô ấy có bị nặng không? Cô ấy tỉnh lại chưa? Anh bình tĩnh. Rất may mắn là cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng có một tin xấu. Đôi mắt của cô ấy không bao giờ nhìn thấy được nữa. Sao cơ? Cảnh này là anh yêu cũ đang ngồi chờ xe buýt thì cô gái xuất hiện. Sau đó cô ấy tiến đến ôm chặt lấy anh này và khóc. Em có khát nước không? Em không, anh kể tiếp đi. Đúng lúc đấy người yêu mới của cô này xuất hiện. Sau đó alo bác sĩ ạ. Dạ vâng, chuyện hôm trước tôi nhờ bác sĩ thế nào rồi ạ? Vẫn chưa có kết quả. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Alo, tôi đây. Ừ, tôi gọi điện cho ông để nói về chuyện hôm trước. Lần này tôi đang định là đưa Quyên sang sinh để khám. Cũng chưa có phương pháp gì cụ thể cả. Nhưng mà còn nước còn tắt không ạ? Cho nên là tôi muốn... À ok, ông đang bận thì để khi khác nói chuyện cũng được. Ừ, ok. Dạ con đây ạ. Mẹ đừng nói về chuyện này nữa được không? Hiện tại con không thể bỏ cô ấy được. Cô ấy đang cần con. Mà thôi nhá, mẹ đừng nói về chuyện này nữa. Con đã quyết định rồi. Dạ vâng. Con chào mẹ. Gì đấy em? Anh có nhìn thấy cái gậy của em đâu không? Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, gậy em phải để ở đầu giường chứ. Sáng dậy đã phải tìm không? Sáng nào cũng vội vội vàng vàng, đã thế là còn phải phục vụ em nữa. Vâng, em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý ạ. Em có ra ăn sáng để anh có đi làm không? Ngày nào cũng lên mà lề mề, anh muộn giờ làm rồi đây này. Nhanh lên! Vâng, em ra ngay đây ạ. Alo. Anh ấy không như thế đâu. Anh ấy đối xử với tao tốt lắm. Mày, không phải đâu. Do công việc của anh ấy dạo này nhiều việc, cho nên là anh ấy hơi khó tính một chút. Đang như cứ như là Tào Tháo ấy. Ừ, vậy mai gặp nhá. Sao đây em? Ui giời ơi, đổ hết nước ra sàn rồi đây này. Em phải cẩn thận chứ. Em xin lỗi, em vô ý quá ạ. Anh không thể tiếp tục sống như thế này với em được nữa. Anh làm thế là sao? Em không hiểu ạ. Là anh mệt lắm rồi, em không hiểu à?
Anh đừng nói thế. Anh đừng bỏ rơi em. Em cần anh mà. Em cần anh như anh không cần em nữa. Anh cần một người vợ có thể lo toan, chăm sóc cho anh, chứ không phải một người không nhìn thấy gì cả. Không, anh ơi, chúng ta sẽ vượt qua được mà. Em cần anh đừng bỏ rơi em. Em xin anh đừng bỏ rơi em. Mọi việc ra nông nỗi này là vì em thích lo chuyện bao đồng, thích giúp đỡ người khác. Với cả anh cũng có người khác rồi. Anh cô không sao chứ? Cô không sao chứ? Em không sao ạ. Cảm ơn anh. Cô... Hình như là cô đang có chuyện buồn đúng không? Thực ra là tôi cũng đang rảnh. Nếu như cô không ngại thì tôi có thể ngồi đây tâm sự với cô. Thực ra trong cuộc sống có những thứ mà chúng ta không thể dùng lý trí để mà giải quyết được. Đừng cố gắng tỏ ra là mình ổn khi thực chất không phải như thế. Nếu như con tim đã tan nát rồi thì cứ để nó tổn thương đi. Hãy cho nó thời gian, rồi sẽ một ngày nó sẽ lành lặn trở lại. Cô nhé. Cảm ơn anh. Không có gì. Em thấy thế nào? Em thấy hơi hụt hả? Em cảm ơn chị ạ. À, tối nay em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được ạ. Anh biết có con này ăn ngon lắm. Tối nay mình đi thử nhé. Kìa em mệt à?
Em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi. Không ngờ có một ngày em lại nhìn thấy được như thế này. Em là người tốt, ông trời sẽ không đối xử bất công với em đâu. Mà em đã biết người hiến sắc mạc cho em là ai chưa? Em cũng muốn biết để cảm ơn người ta, nhưng mà bác sĩ nói họ muốn giấu danh tính. Chắc chắn rằng người ấy là một người tốt. Thôi, mình đi thôi em. Em có mệt lắm không? Em cũng đỡ rồi ạ. Anh nấu cháo cho em này. Thôi, anh cứ để đấy, lát anh tự ăn. Thôi, để anh bón luôn cho em cũng được. Sao, có vừa không? Cảm ơn anh. Em ăn nữa đi. Alo. Alo, em ăn gì chưa? Cũng quá giờ ăn trưa rồi, lát em chạy xuống siêu thị mua cái gì cũng được. Vâng ạ. Anh. Đồ ăn của công chúa đây. Nắng nôi như thế này, anh đi đường xa vất vả làm gì? Ở dưới đây có siêu thị, lát em xuống mua cũng được mà. Anh mà không đến là em bỏ bữa luôn đúng không? Thôi, em ăn đi, còn có sức làm việc. Anh đi làm luôn đây, không cả muộn. Anh đi đi. Anh đi đây. Ai đấy? Em đây. Anh không sao đâu, anh hiểu mà. Em hãy nghe theo sự oách bảo của con tim mình nhé. Anh, em xin lỗi. Anh. Anh, ngày mai em phải đi công tác mấy hôm. Em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Tối nay cô Loan sẽ đến nấu cơm cho anh. Em yên tâm, anh tự lo cho mình được mà. Em biết là anh tự lo được. Nhưng mà có cô Loan đến nói chuyện thì anh sẽ đỡ buồn hơn. Em đi công tác mấy ngày rồi về, anh ở nhà một mình không được buồn đâu đấy, nhớ chưa? Ừ, anh nhớ rồi, anh không buồn đâu. Thôi, em đi đi cả muộn. Nhá. Em đi đây, anh ở nhà nhá.
Anh ơi. Anh ơi. Chào em. Khi em xem được những hình ảnh này thì chắc có lẽ anh đã ở một nơi rất xa. Cảm ơn em đã chăm sóc anh và cho anh một quãng thời gian thật đẹp. Anh hạnh phúc lắm. Anh chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Nếu cho anh được quay trở lại, anh vẫn sẽ lựa chọn yêu em. Nhưng bây giờ là lúc anh phải đi rồi. Anh không phải là người giỏi ăn nói cũng như thể hiện cảm xúc. Em biết điều đấy mà. Xin bác sĩ hãy giúp tôi. Tôi không thể để cô ấy sống mà không nhìn thấy gì như vậy được. Anh có biết cuộc sống mà không có đôi mắt sẽ khó khăn như thế nào không? Tôi biết. Tôi biết sẽ khó khăn thế nào. Nên tôi không thể để cô ấy sống mãi như vậy được. Bác sĩ hãy giúp tôi nhé. Bác sĩ.